Hello, xin mến chào tất cả các anh chị em cô chú ở Việt Nam cũng giống như là toàn thể những người đồng bào Việt Nam thân yêu trên thế giới. Đây là một cái video rất là đặc biệt mình quay để chứng minh là các bạn chống phá đất nước Việt Nam mình nói là an sinh xã hội Mỹ rất là tốt. Bây giờ thì hôm nay nhiệt độ là 107 độ C, rất là nóng nha quý vị. Và an sinh xã hội của Mỹ tốt đến mức độ mà người dân của Mỹ phải trải một cái ra giường, ra ngồi giữa đường, và tất cả những thứ đồ dùng vật dụng của anh ta được bỏ lên trên những cái xe và những cái túi, nhìn rất là tội nghiệp các anh chị em cô chú ơi. Thật sự mình quay cái cảnh này thì mình cũng cảm thấy rất là buồn, nhưng mà tại vì những cái thành phần chống phá đất nước Việt Nam mình quá nhiều và họ nói sai về nước Mỹ, họ lúc nào cũng đưa nước Mỹ lên như một thiên đường, cho nên là mình phải quay những cái cảnh này bỏ lên để mà cho chúng ta thấy được là ở nơi đâu cũng phải có những cái tiêu cực, tích cực của một đất nước. Và chúng ta phải chấp nhận và chúng ta cần phải cầu tiến để mà tránh những cái tiêu cực xảy ra với mình. Ở Mỹ cũng phải làm và ở Việt Nam cũng phải làm. Thông điệp gửi đến cho tất cả các nhà đấu tranh dân chủ, họ lấy cái mác là đấu tranh cho một đất nước, nhưng thực chất là họ quá ích kỷ cá nhân và họ luôn luôn che lấp những cái điều mà khuất tất của xã hội mà họ đang ở. Đây là một trong những cái trường hợp và sẽ còn rất là nhiều trường hợp khác, nhưng mà mình quay thực tế để các bạn nhìn thấy rõ. Hôm nay là 107 độ nha các anh chị em, nhớ là nói là 107 độ, thời tiết rất là khắc nghiệt. Và anh ta ngồi như vậy, một người vô gia cư ngồi ở ngoài đường, không có nơi đâu để cho cái người này trú thân cả. Và ở dưới chân của cái người này hình như là một cái lỗ cống hay là như thế nào nữa đó các anh chị. Nhìn rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Và tất cả mọi người đi ngang qua họ đều vô cảm lướt qua cuộc đời của anh ta, không ai dám đến gần cả. An sinh xã hội có tốt hay không là do bạn có công ăn việc làm ổn định và bạn có được khả năng thu nhập cao thì bạn mới có được cái an sinh xã hội tốt. Còn nếu như bạn không có gì cả thì coi như tất cả đều là vô nghĩa. Bạn có tiền thì bạn mua bảo hiểm cao thì bạn mới có được an sinh xã hội cao, nhưng bạn cũng phải đóng một số rất là nhiều cho cái lao động của bạn. Đó, bạn ở Việt Nam bạn cũng phải làm, bạn ở Mỹ bạn cũng phải làm. Đừng vì một số thành phần bất hảo lên trên mạng nói rồi bạn lại chê bai đất nước của mình. Đó, đây là lời nói thật lòng gửi đến tất cả các anh chị em cô chú để mà chúng ta cảm thấy yêu quê hương đất nước của mình hơn. Mình đến bất kỳ nơi đâu mà trên thế giới mình cũng phải đi làm. Mình làm để mình kiếm tiền rồi mình lo cho cái cuộc sống của mình. Khi mà mình ổn định cuộc sống của mình rồi thì đồng nghĩa là bạn đã góp phần xây dựng cho xã hội sạch đẹp. Chứ đừng nghe những người bên kia chiến tuyến, những người mà khác cái chính kiến của nước Việt Nam mình rồi nói sai, nói là qua Mỹ là không cần phải làm cũng được hưởng những cái chế độ tốt. Nếu như được hưởng chế độ tốt thì chính người Mỹ của họ, sắc tộc của họ sẽ được hưởng trước rồi. Nhìn gửi đến tất cả các anh chị em cô chú cái video clip này để chúng ta hiểu thêm về xã hội Mỹ. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú ghé thăm nha. Mình tắt đây. Thật là tội nghiệp. Thật sự tới đây là mình cảm thấy rất là nghẹn lòng. Bye cả nhà.
thông điệp cuối cùng như muốn gửi đến tất cả các anh chị em cô chú. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương có mẹ, mẹ là người Việt Nam. Nhớ nhé các anh chị em cô chú. Chào tạm biệt.